Xin chào các bạn. Bữa nay mình có một chiếc xe xe máy. Xe máy này xe máy gì? Ninja gì con? Ninja Go. Ồ không, cái này là Ninja Su. Ninja Lego Su. Ninja Tsu. Đây các bạn này. Đẹp không? Đây, bạn Bi đã lắp ráp thành phẩm. Đây là xe máy này. Xe máy đây các bạn. Bạn Bi sẽ lắp ráp thân vào. Đó, rồi người gắn vào luôn, Ninja Tsu vào luôn. Nào, lắp thân vào cho các bạn xem con. Lắp như nào nào. Đó, ra hình chiếc xe máy rồi. Còn tay lái. Tay lái, đúng rồi. Ô, đuôi nữa hả? Đuôi bạn Bi lắp đẹp này. Đây này. Đó, đúng rồi, tiếp tục. Tiếp tục là cái gì? Squid Game nữa. Tiếp tục là mình cho. Không, Squid Game này là của Lego khác này các bạn. Còn mà cái hộp bị mắc rồi các bạn. Ô, hai cái kiếm của Ninja này đâu con? Không biết. Ninja đây này các bạn ơi. Lego Ninja này đẹp không? Để cho Ninja ngồi lên đi con. Cho bạn xem nào. Đây, bạn Bi đã hoàn thành xong. Ninja Tsu, ô cái tay. Đi đây ra. Các bạn thấy gương mặt bạn Bi không? Hôm nay có điểm gì khác không? Một răng. Dùng mất một cái răng.